gia đình Minh Ngọc xin chào quý vị. Mời quý vị cùng trở lại với chương trình Người kể chuyện tình. Chương trình Người kể chuyện tình do Đài Truyền hình Vĩnh Long và Yes Studio phối hợp thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Trong đêm thì hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với câu chuyện về nhạc sĩ Thanh Tùng. Và trước khi chúng ta đến với những câu chuyện trong đêm ngày hôm nay, Minh Ngọc xin giới thiệu đến quý vị ban giám khảo của Người kể chuyện tình, danh ca Phương Dung, danh ca Thái Châu, giám khảo khách mời nữ hoàng nhạc Pháp, ca sĩ Thanh Hoa. Và trước khi chúng ta đến với những câu chuyện về nhạc sĩ Thanh Tùng, người nhạc sĩ cùng những ca khúc của mình đã thổi một làn gió mới vào âm nhạc Việt Nam từ gần 4 thập niên trước. Ngay bây giờ đây, xin mời quý vị cùng nghe một bài hát thật dễ thương qua phần biểu diễn của giám khảo khách mời, ca sĩ Thanh Hoa. Trời xanh ngát như màu xanh trong mắt em. Em hãy nhìn vào cuộc đời, trong một đời có những cuộc đời. Em hãy nhìn vào lòng người, trong mỗi người có cả mọi người. Có em và có tôi. Cho đời tiếng hát trái tim, và tôi mong em hãy yêu con người bằng tình yêu của em. Rồi một ngày cuộc sống mới ghé bước chân dưới hiên nhà em. Rồi một ngày mặt trời hạnh phúc gió trên môi chiếc hôn đầu tiên là tình yêu đó em. Vì cuộc đời mà em hay hát, hát tình yêu thương cho mọi người. Vì mọi người mà em hay hát những tiếng hát tình yêu cuộc đời. Em hãy vì mọi người từng lời hát, từng nụ cười. Riêng em có buồn thì ngồi yên cho tôi ngắm xem. Vì sao trong đôi mắt em có những ngôi sao cô đơn. Tôi mong em hãy yêu con người bằng tình yêu của em. Rồi một ngày cuộc sống mới ghé bước chân dưới hiên nhà em. Rồi một ngày mặt trời hạnh phúc gió trên môi chiếc hôn đầu tiên là tình yêu. Cuộc đời mà em hay hát, hát tình yêu thương cho mọi người. Vì mọi người mà em
những kênh hát tin yêu cuộc đời. Em hãy vì mọi người, từng lời hát, từng nụ cười. Tôi mong suốt đời bình yên cho tôi ngắm xem, vì sao trong đôi mắt em đã vắng những ngôi sao cô đơn, ngôi sao cô đơn, ngôi sao cô đơn, ngôi sao cô đơn. Trước khi đến với những câu chuyện của đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những hình ảnh thật nhiều cảm xúc trong đêm thi tuần trước. Từ ca khúc đánh dấu sự nổi lên của cái tên nhạc sĩ Thanh Tùng, bài hát Cảm ơn mùa thu, đến những bài hát ghi dấu những chuyện tình lãng mạn, những bóng hồng còn nhiều bí ẩn trong cuộc đời người nhạc sĩ tài hoa. Đêm thi thứ nhất của vòng thi chủ đề nhạc sĩ Thanh Tùng đã làm sống lại không khí của những thập niên trước khi những bài hát của Thanh Tùng xuất hiện, với phần biểu diễn của Ánh Linh, Châu Ngọc Hiếu và Dương Kim Ánh. Em không hiểu tại sao một người nhạc sĩ đào hoa như thầy mà lại chịu cảnh đơn độc như là đày đọa bản thân mình vậy. Trong đêm thi hôm nay, những chuyện đời, chuyện tình, những biến cố lớn lao trong cuộc sống của người nhạc sĩ ấy sẽ được tái hiện lại qua những câu chuyện lay động lòng người, cùng những bản tình ca đã ra đời vào đầu thập niên 90. Đánh dấu một quãng đời không thể nào quên của nhạc sĩ Thanh Tùng qua phần tranh tài của ba tiếng hát Bảo Đăng, Nguyễn Kiều Anh và Tùng Lâm. Mời quý vị cùng tiếp tục mạch cảm xúc xung quanh những bản tình ca của Thanh Tùng cùng câu chuyện về cuộc đời của ông. Người nhạc sĩ sống dưới ánh hào quang của một sự nghiệp âm nhạc rực rỡ, với bao chuyện tình hư ảo xung quanh những bản tình ca được viết ra trong những năm tháng sung sức nhất của một đời nghệ sĩ, vẫn luôn thấy cô đơn cho dù trái tim ấy chưa bao giờ ngủ yên. Một lời hứa như một lời thề nguyền với người thương yêu nhất trước lúc phải xa lìa nhau vĩnh viễn đã khiến tâm hồn người nghệ sĩ ấy từ nay lựa chọn sẽ sống trọn vẹn với nỗi cô đơn, với nhớ thương già diết. Vắng em, còn lại tôi với tôi. Bao đêm tôi đã một mình nhớ em. Đêm nay tôi lại một mình. Nhưng cũng chính trong những lúc cô đơn nhất, đau buồn nhất, thì những giai điệu, những lời ca tuyệt đẹp đã bay lên. Chúc mừng sinh nhật con gái út đáng yêu của bố. Con cảm ơn bố. Nhân dịp sinh nhật con, bố tặng con 100 đóa hoa hồng. Như lời chúc mọi sự trọn vẹn và rực rỡ sẽ đến với con gái yêu của bố nha. Con cảm ơn bố nhiều. Nè, nhìn hai bố con ông thân như vậy là tôi thấy ganh tị quá. Con gái tôi từ lúc 9-10 tuổi cho tới bây giờ đã không cho tôi ôm hôn như vậy rồi. Tuy á là chúng cháu đã lập gia đình hết rồi, nhưng mà bố cháu vẫn giữ được thói quen là ôm hôn chúng cháu từ nhỏ tới lớn. Bố nói bố yêu cháu nhất vì cháu là con gái, lại là con út. Ông thấy không, con gái út đã trưởng thành như vậy rồi. Xem như tôi đã báo cáo tốt nghiệp thành công với vợ của tôi. Con gái nè. Dạ. Ngày xưa mẹ con cũng rất thích hoa hồng. Ngoài sân vườn, lúc nào bà ấy cũng trồng đầy hoa hồng, khiến bố chả có dịp nào để tặng hoa hồng cho bà ấy cả. Hẳn là ông còn nặng lòng với bà ấy lắm. Mỗi bữa cơm bố lại để một cái chén để mẹ về cùng ăn chung. Không nói, chắc không ai nghĩ là mẹ cháu đã mất gần 18 năm rồi đâu. Vậy đó. Hay là hôm nay nhân tiện có chú ở đây nè, chú nói thêm một tiếng đi
để bố cháu mạnh dạn bước thêm bước nữa. Bố đã rất cô đơn trong suốt 18 năm qua rồi. Tôi vẫn nhớ trước lúc lâm chung, bà ấy gọi tôi lại bên giường bệnh. Bà hỏi tôi, nếu em chết, anh có đi lấy vợ mới bỏ các con không? Tôi đã trả lời là không. Tôi đã giữ trọn lời hứa không tái hôn, mà một mình nuôi nấng hai đứa con trai và cô con gái khôn lớn. Bây giờ thì ba đứa nó đã trưởng thành, nhưng tôi vẫn chọn sống một mình. Nhìn lại đời mình, đúng là một người cô đơn bẩm sinh. Từ bé đã không được ở cùng bố mẹ, 40 tuổi thì mất vợ gà trống nuôi con. Đối với tôi, điều ao ước lớn nhất ngay bây giờ là được trở thành một người bình thường, có người vợ xinh đẹp, rất yêu chồng, hay khắt khe và cằn nhằn mỗi khi tôi hút thuốc lá, uống rượu, và thậm chí có thể ghen tuông dơ dẫn. Nhưng những điều đó tôi đã không có 18 năm nay. 18 năm qua, có rất nhiều cô gái ngưỡng mộ anh và yêu anh chân thành. Họ sẵn sàng bù đắp những mất mát của anh, nhưng mà anh đều từ chối. Anh định một mình đến bao giờ? Đến cuối đời, tôi sẽ vẫn tiếp tục sống một mình và tận hưởng nỗi cô đơn. Để thấm thía tình yêu tôi dành cho người vợ duy nhất của tôi nhiều bao nhiêu. Tôi lá khô mùa này lại rơi.
thương em mênh mông chân trời lạ, bơ vơ trốn xa rồi. Vắng em đời còn ai với ai, ngất ngây men rượu say. Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ, cô đơn cùng với tôi. Trong cái vai của anh Thanh Tùng đúng như là tính cách của anh Tùng ở ngoài. Anh Thanh Tùng từ cái thời trang cũng rất là giản dị nhưng mà rất là lịch lãm. Những cái giai điệu của ảnh mới mẻ trẻ trung nhưng mà thật là thấm sâu từ đáy lòng. Và tôi đã được gặp anh, làm việc với anh và được cảm nhận những cái đặc biệt của anh Thanh Tùng. Và hôm nay Bảo Đăng thể hiện lại đúng như anh Thanh Tùng ở ngoài. Rất là hay. Từng câu nói nha, cái diễn tả y anh Thanh Tùng. Và em hát bài này hay lắm, dạt dào tình cảm lắm. Em hát nãy giờ cô Phương Dung nói bộ khóc hả? Tôi nói đâu có khóc, ướt ướt chút xíu thôi. Để cảm nhận được bài hát và cái cách hát của em rất là tình cảm. Chúc mừng cái phần trình diễn thành công của em. Trên sân khấu bây giờ cô không thấy một ca sĩ Bảo Đăng mà cô thấy một nhạc sĩ Thanh Tùng. Cái thứ hai, em hát quá dạt dào tình cảm, hát quá ngay đi, phần hòa âm tuyệt vời. Cái phần trình diễn của em trong cái bài này, em đã lấy hết tâm hồn của cô với cái bài Một Mình này. Cảm ơn em rất nhiều. Khi nghe Bảo Đăng trình bày ca khúc này đó, lại một cái kỷ niệm nữa. Đêm nay là một cái đêm kỷ niệm với Thanh Hoa, với cô nhạc sĩ Thanh Tùng. Cái ca khúc này là một cái dấu ấn rất lớn và một cái kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời của chú Thanh Tùng. Khi người vợ của chú là cô Minh đã ra đi, để lại cho chú một cái khoảng trống. Thanh Hoa có rất nhiều kỷ niệm với chú là bởi vì trong 2 năm được sinh hoạt với chú, rồi chú cũng mời về ăn cơm, chính đích thân cô Minh làm. Cho nên có rất nhiều kỷ niệm với chú và cô. Nói về khía cạnh về tình cảm, chung quanh chú là những cái bóng hồng thì cái chuyện đương nhiên xuất hiện trong cuộc đời chú và xuất hiện trong cái tác phẩm của chú. Nhưng quan trọng hết
cái hình bóng mà khắc trong tim chú thì chắc chắn chỉ có cô mình thôi. Bảo Đăng đã làm cho chị nhớ lại tất cả những hình ảnh mà khi cô mất để lại cho chú một cái khoảng trống như vậy đó. Cảm ơn Bảo Đăng, em đã lựa chọn rất thông minh một cái bài hát một mình này. Em hãy chọn bài này là cái bài ruột của Bảo Đăng, em sẽ thành công hơn nhiều nữa. Xin cảm ơn. Và chúng ta sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa trong đêm nay với những ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng. Xin mời quý vị hãy cùng đến với phần dự thi của ca sĩ Tùng Lâm. Bài hát rêu phong, bài hát viết không nên lời, đã vội lãng quên. Còn bao nhiêu bài hát đã không kịp viết thành lời, bởi không có cuộc tình nào thật sự trọn vẹn. Bài hát nào vẫn miệt mài đi tìm lại ký ức về cuộc tình đầu tiên, để có thể được chắp lên lời ca tiếng nhạc mà vang lên trọn vẹn. Chỉ còn đó câu chuyện của riêng người nhạc sĩ với nỗi cô đơn sâu thẳm, đeo đẳm khi bóng dáng thương yêu đã không còn kề bên. Và rồi đến một ngày như thể hẹn nhau, họ đã về bên nhau. Bao nỗi đau, bao buồn vui cuộc đời rồi cũng như giọt nắng bên thềm sẽ tan vào hư không. Nghe tin anh đến chơi á, bố vui lắm. Sáng nay bố đã dậy từ sớm để sửa soạn cho tươm tất đó. Ê, dạ. Nó cái nón này á cũng là chính tay bố chọn đó. Dạ, cái nón đẹp lắm thầy. Ngay cả cái áo hôm nay nè thầy cũng đẹp lắm. Hàm hơn. Dù á lại bị bệnh nhưng mà bố vẫn phải đẹp và phong cách, đúng không bố? Không biết là thầy bị tai biến, nói chuyện rất là khó khăn, nhưng mà thầy vẫn còn minh mẫn lắm. Thầy ráng ăn uống, giữ gìn sức khỏe nha thầy. Bố thích ngồi ở ngoài vườn, nghe tiếng chim hót. Bố thỉnh thoảng lại giơ tay trái chỉ lên, giống như là đang muốn kể một chuyện gì đó. Rồi cũng có lúc thấy mắt bố lại rưng rưng. Thầy ơi, mình vô trong nghỉ ngơi nha. Anh cứ để bố ở lại đây một lát nữa nha. Mẹ không về nữa hả bố? Ừ. Từ nay chỉ còn bố ở bên con thôi. Bố đừng đi công tác nữa nha. Ừ. Bố sẽ không đi nữa. Bố sẽ ở nhà với con, chịu không? Anh ơi, mai tan ca anh nhớ đón con nha. Anh biết rồi. Em em làm gì ngoài vườn cả buổi vậy? Anh nhìn kìa, cả vườn hoa hồng của mình á nay đã nở hoa hết rồi đó. Ở trong sân nhà tôi, mỗi buổi sáng khi ánh mặt trời chiếu qua những kẽ lá, giống như những giọt nắng rớt trên thềm nhà. Những giọt nắng ấy đã nuôi dưỡng những ký ức thật đẹp của vợ chồng tôi. Vậy là anh vẫn giữ đúng lời hứa không đi thêm bước nữa. Vì em, vì các con. Anh thương các con. Anh muốn giữ hình ảnh hoàn mỹ của người bố trong mắt chúng. Hơn nữa, anh thương em. Anh muốn giữ lời hứa với em. Vì lúc đó các con còn quá nhỏ, em chỉ sợ sẽ không có ai bên cạnh để chăm sóc cho các con nên người. Cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho các con, chăm sóc cho cả khu vườn này và cả khu vườn âm nhạc của anh nữa. Người ta thường nói nhà của anh buồn nhiều hơn vui, hay nói đúng hơn
nó đã từng vui, nhưng rồi lại nhuốm màu buồn. Anh đã phải neo mình trong âm nhạc để quên đi những biến cố của cuộc đời mình. Người đàn ông của em vẫn bản lĩnh, bình thản ngay cả khi ngã ngựa. Em tin anh sẽ mãi như vậy mà. Em đừng đi. Em rồi anh sẽ đi tìm em, dẫu nơi chân trời, dù nơi bốn bể, anh cũng sẽ tìm gặp được em, ánh nắng của anh. Trước sân Lâm ngồi cái ghế xe lăn là Thanh Hoa đã không chịu nổi rồi. Cái thời điểm mà chú bị tai biến á, thì Thanh Hoa và chị Bích Phương, là chị Thanh Phương á, có đến thăm chú. Thì trên đường chị có nói với chị Phương: chị ơi, chị biết tính của chú rồi, chú là một cái người bản lĩnh, tương tất. Đối với chú là một cái gì nó phải hoàn hảo. Thì mình có dặn chị Phương là em sẽ không có khóc. Tại vì đến nhà chú thấy cảnh mình như vậy chú sẽ tủi lắm. Thanh Hoa và chị Phương đến đều vui vẻ với chú, hỏi thăm chú thì em đã diễn xuất sắc. Đến cái đoạn mà chú không nói được đó, là chị đã không dám nhìn trên sân khấu rồi. Nó ập xuống cho chị những cái kỷ niệm mà lúc đó chị đến chị thăm chú, chị cũng ngồi y chang như cái bạn diễn đó đó. Chị nói chuyện vui cho chú: chú ơi, trời, chú bệnh mà chú đẹp trai quá. Thế là con dùng những cái từ rất là vui vẻ để cho chú cảm thấy không có tủi thân. Cái điều thứ hai muốn chia sẻ là thực sự cái bài Giọt Nắng Bên Thềm đó là bài hát ruột của Thanh Hoa. Cái đó là một cái kỷ niệm của Hoa với chú. Thì hôm nay Lâm đã thể hiện cho chị một hình ảnh của chú khi chú bệnh, chị đã không kìm nén cảm xúc. Thì chúc mừng em với ca khúc thành công này. Và nhân chương trình này thì chị cũng thật sự cảm ơn cô nhạc sĩ Thanh Tùng. Nếu không có thầy Thanh Tùng thì sẽ không có một Thanh Hoa như ngày hôm nay. Những cái hoàn cảnh, những cái tình trạng biến cố xảy ra đến với nhạc sĩ Thanh Tùng, em ở xa quá, đâu có biết. Hôm nay anh mới biết. Một lời chân thành cảm ơn người đạo diễn. Thật là chi tiết, thật là tỉ mỉ. Bài hát này quá hay, rất là mới mẻ và rất là cảm xúc, rồi vuốt ve từng cái câu văn, từng đoạn nhạc. Và phá cách đoạn chót cũng hay lắm. Nhưng mà chia sẻ thêm một chút, nếu mà cái câu chót em ngân dài thêm một chút nữa là tuyệt vời. Chỉ có thế thôi. Một bài hát Giọt Nắng Bên Thềm đầy cảm xúc. Chúc mừng em.
Bài hát này Lâm hát rất hay. Cái lời của tác giả viết đã hay, em diễn đạt, em đã dẫn chúng tôi vào trong câu chuyện của anh Thanh Tùng. Em làm quá tốt, em làm hay. Và cái phần hòa âm cũng rất tuyệt vời. Chúc mừng em. Kim Thạch đã có được những phần chia sẻ đông đầy cảm xúc. Liệu những điều thăng hoa nhất đã hội tụ đủ trên sân khấu chưa? Và ca sĩ Nguyễn Kiều Anh sẽ thể hiện trên sân khấu phần biểu diễn của mình như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Thưa quý vị, nhạc sĩ Thanh Tùng đã rời xa chúng ta, để lại những bài tình ca đẹp đẽ, tràn đầy một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu con người, vào tình yêu của chúng ta dành cho cuộc đời. Vẫn còn đó những bài hát viết không nên lời, cũng như những câu chuyện gian dở về những câu chuyện tình nhuốm màu huyền thoại đằng sau những bài ca mà ông viết. Mỗi khi những bài ca ấy vang lên thì ta lại thấy hiện lên hình ảnh người nhạc sĩ ấy cùng những bóng dáng thân thương đã cùng ông làm nên những chuyện tình của biển, thấy được những ngôi sao cô đơn vẫn lấp lánh trong thế giới mà ông đã dựng lên bằng âm nhạc của mình, và thấy một lối cũ đưa bước chân chúng ta về với những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, luôn văng vẳng giai điệu những bản tình ca Thanh Tùng. Trở về nước lần này, cô thấy Hà Nội như thế nào? Tôi có thể trả lời câu hỏi của anh theo cách mà nhạc sĩ Thanh Tùng đã từng nói có được không? Được, tất nhiên là được thưa cô. Nhạc sĩ Thanh Tùng đã từng nói: tôi không nhìn Hà Nội bằng mắt, tôi nhìn bằng trái tim. Cho nên đối với tôi, Hà Nội không bao giờ thay đổi theo thời gian. Vậy thì điều gì ở Hà Nội làm cô nhớ nhất? Mưa. Mưa. Mưa Hà Nội chắc chắn khác như Sài Gòn. Mưa Hà Nội mềm mại hơn, dai dẳng hơn, nói chung là khó hiểu hơn. Được biết đến như một cố nhân của nhạc sĩ Thanh Tùng, cô có thể chia sẻ thêm một chút về mối quan hệ của hai người được không? Xin đừng gọi tôi là cố nhân của ông ấy. Bao nhiêu người đồn đoán những bóng hồng trong cuộc đời của Thanh Tùng, nhưng anh thấy đó, ông ấy vẫn sống một mình đấy thôi. Có chăng tôi là một khán giả si mê nhạc Thanh Tùng và may mắn có được những kỷ niệm đẹp cùng người nhạc sĩ tài ba. Không có gì đẹp bằng mối tình của những nhạc sĩ. Nó rất đẹp nhưng mong manh. Cũng chính vì nó mong manh nên là mình càng thấy quý. Tôi cũng như rất là nhiều cô gái khác đã từng yêu Thanh Tùng và mong muốn được đồng hành cùng cuộc đời anh ấy. Nhưng anh ấy tỏ rõ thái độ là mọi thứ trong cuộc sống của anh ấy không ai có thể thay đổi được. Nghe cô nói vậy thì nhạc sĩ Thanh Tùng của chúng ta quả là một người chung thủy. Và chẳng phải tất cả chúng ta ai ai cũng tìm kiếm một người chung thủy trong tình yêu đó hay sao? Đúng. Nhưng anh ấy không yêu tôi. Anh ấy yêu nhân vật trong ca khúc Một Mình. Hôm nay trở về lối cũ, không còn anh. Nhưng mà tôi tin chắc rằng anh đang rất hạnh phúc, bởi vì anh đã được gặp một người mà bấy lâu nay anh luôn trông ngóng. Lối cũ ta về dường như nhỏ lại, trời xanh xanh mãi một màu âu thơ. Lối cũ ta về dừng chân trước thềm
chờ nghe trong gió. Rồi kia bao nhiêu kỷ niệm cũ, anh đã quên hay là vẫn mang theo? Dù cho bên em nay anh không còn nữa, biết chăng trong con tim em luôn hằng nhớ người yêu ơi. Nay anh đã bỏ em đi, sao anh nỡ bỏ em đi mãi? Lối cũ ta về, chiều buông nắng vàng, trời tuôn lá úa hồn buồn xôn xao. Lối cũ ta về, vườn xưa có còn, hoàng hôn buông xuống thoáng hương ngọc lan. Chân ai đem lang thang về cô liêu, trốn xa xôi kia bao nhiêu kỷ niệm cũ, anh đã quên hay là vẫn mang theo? Dù cho bên em nay anh không còn nữa, biết chăng trong con tim em luôn hằng nhớ người yêu ơi. Nay anh đã bỏ em đi, sao anh nỡ bỏ em đi mãi? Lối cũ ta về, soi nghiêng cốt giày, chiều nghiêng mặt nắng, buồn chờ tóc bay. Lối cũ ta về, dừng chân trước thềm, chờ nghe trong gió thoáng hương ngọc lan. Lối cũ ta về, lối cũ ta về, lối cũ ta về. Nhỏ nhắn như thế này, chị Hoa cũng không nghĩ là em lại có một cái nội lực từ bên trong. Chất giọng đẹp, ca rất là có lực, phải không anh Châu ha? Và cái lối ngân nó rất là riêng biệt của Kiều Anh. Cái nhạc phẩm này đã được trình bày rất nhiều ca sĩ với những cái phong cách, những cái cách hát khác nhau, nhưng mà với Kiều Anh chị thích cách lơi là của em, cách ngắt, cách bỏ chữ. Nói chung là chị chúc mừng em đã hát một ca khúc này rất là thành công và được lòng của chị. Cái hát lãng đãng cũng là một cách hát lạ, mới mẻ. Em hát bài hát này rất là tốt. Thì chính vì cái nội lực Thanh Hoa hồi nãy có khen em, thì anh có cái đòi hỏi cao hơn nữa. Em phải làm việc với lại người hòa âm để cho em có cái đất biểu diễn cái giọng của mình. Cái giọng tốt quá, phải có cái chỗ thăng hoa chứ. Những cái nốt cao, những cái nốt mà cao mà ấn tượng thì anh đang chờ.
anh cứ nãy giờ anh cứ tiếc cái chỗ này. Cảm ơn em. Em hát rất mượt mà. Em có giọng, em dẫn dắt người ta đi vào cái con đường này. Cái bài này không phải dễ hát, khó thu phục được cái cảm tình của người khác. Em đã làm được một cái việc khó ai làm. Em có khả năng, có bản lãnh và có triển vọng rất xa. Xin chúc mừng ca sĩ Nguyễn Kiều Anh vừa chinh phục được một ca khúc khó. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại 6 gương mặt của người kể chuyện tình. Thưa quý vị, chúng ta đã cùng nhau đi ngược thời gian về với những năm tháng in đậm dấu ấn âm nhạc của người nhạc sĩ tài hoa Thanh Tùng. Xin cảm ơn 6 người kể chuyện tình đã đưa câu chuyện về nhạc sĩ Thanh Tùng hiện lên sống động trên sân khấu này cùng những bài hát đã đi cùng ký ức của biết bao người. Sau đây, Minh Ngọc xin cùng giới thiệu đến quý vị sự trở lại của cả 6 gương mặt người kể chuyện tình mùa 4. Và bây giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với giờ phút mà cả 6 người kể chuyện tình của chúng ta đang rất hồi hộp và đón chờ. Đó chính là phần công bố kết quả của vòng 5 ngày hôm nay. Minh Ngọc xin được phép công bố số điểm của các thí sinh trong vòng 5. Vòng thi về nhạc sĩ Thanh Tùng. Ca sĩ Ánh Linh. Tổng điểm 29,25. Ca sĩ Dương Kim Ánh. Tổng điểm 28,75. Ca sĩ Châu Ngọc Hiếu, tổng điểm 29,25. Ca sĩ Bảo Đăng, tổng điểm 29,75. Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh, tổng điểm 29,75. Ca sĩ Tùng Lâm, tổng điểm 30 điểm. Xin chúc mừng ca sĩ Tùng Lâm, bạn đã trở thành người cao điểm nhất của vòng 5, vòng thi về nhạc sĩ Thanh Tùng. Thưa quý vị, như vậy là vòng thi về nhạc sĩ Thanh Tùng đã khép lại. Trong vòng thi tiếp theo, mời quý vị cùng đến với những bản tình ca nổi tiếng cùng với câu chuyện cuộc đời của hai nhạc sĩ Hoàng Nguyên và Nguyễn Vũ. Thưa quý vị, chương trình Người kể chuyện tình do Đài Truyền hình Vĩnh Long và Yes Studio phối hợp thực hiện được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, bây giờ đây, Minh Ngọc, ban giám khảo và cùng 6 thí sinh của Người kể chuyện tình xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào 21 giờ thứ năm tuần sau. Người kể chuyện tình mời quý vị cùng đến với câu chuyện về một trong những nhạc sĩ bí ẩn nhất của dòng nhạc trữ tình. Một cái người nhạc sĩ rất dễ thương, rất đẹp trai và rất có trình độ. Nhạc sĩ Hoàng Nguyên. Câu chuyện nào đằng sau bản tình ca tuyệt đẹp về xứ hoa đào Đà Lạt? Người tình lỡ nào để lại vết thương lòng sâu thẳm cho người nhạc sĩ? Anh giờ đây như là chi trời nào. Thích nhất là cái đoạn mà thế là hết á, trời đất ơi thì cũng đau xót. Hay lắm, những cái nấc đó rất là hay. Nhạc tình mình hát phải tình. À, cảm ơn em là đã đem đến cái cảm xúc rất là thật cho cái người nghe. Đón xem Người kể chuyện tình chủ đề về nhạc sĩ Hoàng Nguyên được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 20 tháng 8 năm 2020 trên truyền hình Vĩnh Long 1. Và phát lại vào lúc 13 giờ thứ sáu ngày 21 tháng 8 năm 2020 trên truyền hình Vĩnh Long 2.